rõ tin đồn mạnh quỳnh kiện bà nguyễn phương hằng đòi công bằng cho phi nhung thời gian qua dư luận xôn xao về chuyện mạnh quỳnh khởi kiện bà nguyễn phương hằng để đòi lại công bằng cho phi nhung nguyên nhân được cho là vì nữ ceo đại nam liên tiếp có những phát ngôn ảnh hưởng đến hình ảnh người tri kỷ của anh liên quan đến chuyện này theo đó hồng loan cho biết cô cũng biết đến chuyện này tin đồn khiến dư luận hoang mang bán tin bán nghi bởi nó không giống như tính cách của mạnh quỳnh con gái nghệ sĩ Bảo Quốc đã liên hệ với phía đàn anh để làm rõ mọi chuyện. Cô khẳng định thông tin nam ca sĩ kiện bà Nguyễn Phương Hằng hoàn toàn không đúng sự thật. Hồng Loan nói thêm, tôi đã tìm hiểu và biết thông tin này hoàn toàn không đúng sự thật. Tôi thấy trên trang cá nhân, anh Mạnh Quỳnh chỉ đăng tải những cảm xúc, hình ảnh mình đi diễn suốt thời gian qua chứ không bàn luận điều gì hết. Tôi đã hỏi và được biết, phía anh Mạnh Quỳnh không hề gửi đơn kiện bà Nguyễn Phương Hằng như trên mạng đồn thổi đăng tin. Bên cạnh đó, Mạnh Quỳnh cũng tiết lộ thời gian tới anh sẽ sáng tác thêm nhiều ca khúc để tưởng nhớ Phi Nhung. Tuy nhiên, những sản phẩm này sẽ mang màu sắc tươi mới hơn. Hồng Loan cho biết, Mạnh Quỳnh nói với mình rằng anh không quan tâm đến những thị phi trên mạng xã hội vì tính cách vốn chỉ muốn an phận, không màng thế sự. Nam ca sĩ hy vọng ồn ào sẽ nhanh chóng khép lại. Đáng chú ý Mới đây Hồng Loan có đi sâu chung với Mạnh Quỳnh và biết được đàn anh sẽ không về Việt Nam tham dự sâu tưởng nhớ Phi Nhung. Lý do bởi sâu đó chỉ ghi hình trực tuyến và phát vào ngày 29 tháng 10. Mạnh Quỳnh chỉ ghi hình rồi gửi cho ban tổ chức. Đưa tin, bà Nguyễn Phương Hằng bị cơ quan cảnh sát điều tra PC01 Công an bắt về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân theo Điều 331 Bộ Luật Hình Sự, khi bà Phương Hằng bị cơ quan chức năng bắt tạm giam. Diễm phạm quản lý thân cận của cố ca sĩ Phi Nhung cũng có chia sẻ trên mạng xã hội. Ngoài chuyện bà Phương Hằng phải làm việc với cơ quan chức năng, Diễm Phạm còn đang chờ thêm luật nhân quả đến với người phụ nữ này. Cùng thời điểm này, danh hài Việt Hương có động thái gây chú ý khi đăng status nhắc tới cố ca sĩ Phi Nhung. Khi Phi Nhung ra đi, Việt Hương là người lo nhiều thủ tục cho cô ca sĩ, trực tiếp đưa cho cốt về Mỹ cho con gái duy nhất của người đã khuất. Bà Phương Hằng để mặc cho em sĩ lấy tên những đối thủ đặt cho những con vật với lời lẽ khiếm nhã. Tối 24 tháng 3, bà Nguyễn Phương Hằng, 50 tuổi, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam, bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra PC Không Công an thành phố Hồ Chí Minh bắt về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân theo Điều 331 Bộ Luật Hình Sự. Theo cơ quan điều tra, bà Hằng đã lợi dụng sức ảnh hưởng của mình, sử dụng chức năng của mạng xã hội trên Internet, tổ chức nhiều buổi phát trực tiếp nội dung thông tin không kiểm chứng liên quan đến đời tư của người khác, trong đó sử dụng những ngôn từ mang tính chất nhục mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác. Báo Công an Nhân dân cho biết. Trong những buổi công ty Đại Nam tổ chức đua cả ngựa lẫn chó, những người tổ chức đã để mặc cho MC lấy tên những đối thủ của bà Nguyễn Phương Hằng đặt cho những con vật với lời lẽ khiếm nhã khó chấp nhận. Đỉnh điểm, bà Nguyễn Phương Hằng còn bất chấp kêu réo tên một lãnh đạo của thành phố Hồ Chí Minh với những lời lẽ quy kết vô cớ, khó nghe. Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết bà Hằng có thái độ không hợp tác, coi thường pháp luật, nhiều lần tập trung người đến nhà riêng của các cá nhân có mâu thuẫn gây mất an ninh, trật tự tại thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương theo khoản 2 điều 331 Bộ luật Hình sự. Bà Nguyễn Phương Hằng bị khởi tố ở khung hình phạt tù từ 2 năm đến 7 năm phạm tội gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Từ đầu năm 2021 đến nay, bà Nguyễn Phương Hằng còn thường xuyên live stream chửi bới bôi xấu nhiều nghệ sĩ nổi tiếng và cho rằng họ ăn chặn tiền quyên góp cho đồng bào miền Trung bị lũ lụt. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã kết luận các nghệ sĩ, ca sĩ không có hành vi gian dối, không chiếm đoạt tiền từ thiện do người dân đóng góp. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.